chương 744, danh chấn thiên hạ, 2. Lần này đi theo chỉ có hai người, một phụ trách điều khiển xe là huyết sát vương, người còn lại là thanh minh, nấp ở chỗ kính hộ vệ bên cạnh. Từ, từ giờ đến đại chiến vẫn còn một tháng, tốc độ không cần quá nhanh. Phong liệt bình đạm nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Huyết sát vương cung kính đáp lại một tiếng, sắc mặt có chút không can tâm. Hắn đường đường là hóa long đang cảnh giới cường giả, gần như là cao thủ vô địch trong số những cường giả cùng cảnh giới. Ngày nay lại rơi vào tay một tên tiểu tử mới 20 tuổi làm người điều khiển xe cho hắn. Nếu đổi là người khác thì cũng không ai can tâm. Nhưng, có sự tồn tại của hiệp ước chủ tớ, hắn tuy không can tâm nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Mà chính lúc này, phía sau lại truyền đến một giọng nói của Phong Liệt rằng, Triệu Minh, bổn tọa cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi xóa sạch những ý nghĩ trong lòng ngươi, tính nhẫn nại của bổn tọa có hạn, ngươi liệu mà làm. Thân hình huyết sát vương rung lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ, vội vàng cuối người nói, thuộc hạ không dám. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận thấy sát khí trong lòng phong liệt, nỗi lo sợ trong lòng lại càng nhân lên. Mặc dù hắn sống hơn nghìn năm rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã sống đủ, ngược lại, tuổi càng cao hắn càng sợ chết, bị phong liệt bắt thoát, trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sau này không bao giờ còn tâm ý làm phản. Phi Long thành thủ đô của Thiên Long thần triều cách tứ phương thành khoảng 20 vạn dặm, nếu theo tốc độ bình thường của xe ngựa bây giờ, thì khoảng 10 ngày thời gian. Nhưng, cách ngày đại chiến còn một tháng, thời gian còn nhiều, tất nhiên quãng thời gian này phong liệt cũng không rảnh rỗi. Trong khoang xe, bình tĩnh yên lặng, không chút lo lắng. Phong liệt khoanh chân ngồi trên giường tiên âm. Một con sói con màu đen nằm bên cạnh, dường như đang liêm diêm ngủ, một luồng trầm hương lan nhẹ trong không gian, làm cho lòng người nhẹ nhàng thanh thản. Lúc đó, trong tay Phong Liệt đang nắm một tượng khắc hình người Ma Long, đây chính là cái mà hắn cướp được từ tay của Hoàng tử Nguyệt trong phủ Long Hoàng Thần. Ngày trước, tu vi của Phong Liệt chưa đủ, không dám động vào vật này. Nhưng bây giờ, hồn lực nhốt trong bức tượng khắc này đã bị cửu U Vương giải được, nên chẳng còn nguy hiểm gì nữa tinh thần của phong liệt từ từ ăn nhập vào trong bức tượng khắc, tầm tê hận bỗng chốc bị đưa vào trong một thế giới đen tối kỳ diệu. Đây là một thế giới ma nguyên lực thuần túy. Ở trong thế giới này, mọi vật to lớn không giống nhau, hình tượng ma long khác nhau không ngừng tụ lại mà nên, nhưng cũng không ngừng tiêu tan vô hình, tất cả mọi hình tượng đều khí thế hùng hồn, rất uy mãnh, mang một thực lực cường hãn không gì so sánh được, tùy ý bước một chân vào, cũng có thể giảm đổ 10 ngọn núi cao âm thanh vang động tung trời. Phong liệt trong lòng âm thầm khiếp sợ, đây có lẽ là cái mà từ xưa ma Long Hoàng tìm kiếm, có liên quan đến đạo hắc ám. Hơn nữa, người này đã diễn hóa cái đạo trong tâm thành vực điêu hình. Bất luận kẻ nào bước vào thế giới này đều sẽ hóa thân ma Long, trở thành nô lệ của người này. Ta nói, tốt nhất là có thể đem hắc ám thân tương hợp với thôn phệ thần thông, ngưng tụ ý chí kiên quyết không đổ, thật khó. Phong liệt lắc đầu, nhẹ thở dài một cái có chút bất lực lúc đó hắn ngồi trên giường tiên âm đầu óc có thông minh hơn người thường nghìn vạn lần thì cũng không tìm ra chút manh mối đột nhiên hắn nhớ ra cái bản đồ chọc được từ trên bức tường mờ ảo tấm bản đồ liên quan đến vạn hóa quyên nguyên quả tác dụng của vạn hóa quyên nguyên quả là làm cho kẻ hiểu đạo ngộ đạo trên thế giới khó mà có được kế tiếp trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một hộp gấm to bằng nắm tay người sau khi mở ra, bên trong đặt một cuộn da dê. Phong liệt hai mắt nhíu lại, từ tê ừ mở cuốn da dê trong tay ra xem, chỉ thấy một bản vẽ tuyến lộ với mấy nét vẽ ngoằn ngoẹo đơn giản, đơn giản chú thích mấy ngọn núi, thành trì, nổi trội nhất là một điểm màu đỏ, ở trên viết, vạn hóa quy nguyên quả. Ý lại chính ở trong núi Tây Phong cách phía Nam Phi Long Thành Vạn Lý. Mắt Phong liệt sáng lên, vạn hóa quy nguyên quả cách Phi Long Thành không xa. Hơn nửa thời gian của hắn cũng còn nhiều. Nhất định phải đi Tây Phong Sơn một chuyến, phải lấy được Vạn Hóa Quy Nguyên quả, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Minh tăng tốc độ, đi thẳng đến Tây Phong Sơn. Phong liệt dặn dò ra bên ngoài một tiếng. "Vâng." Hiết Sát Vương đáp lại một tiếng, sau đó vung dây cương một cái thật mạnh, xe ngựa bỗng biến thành một luồng màu trắng bay xuyên qua mây, trong nháy mắt đi vạn trượng, tốc độ không gì so sánh được. Phong liệt lại tiếp tục tĩnh tâm lại, từ từ cảm nhận đạo cảnh trong bức tượng khắc ma long, hy vọng có thể thu hoạch được gì đó từ bên trong nó. Thời gian dần dần trôi đi, ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vì xe ngựa tăng nhanh tốc độ, nên ba ngày đã đi được gần 10 vạn dặm đường, dự tính chỉ thêm ba ngày nữa là đến được phạm vi của Phi Long Thành. Trong khoang xe, Phong Liệt đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, yên lặng cảm nhận tuyệt học. Đột nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài vòng lên một giọng quát lớn hãy dừng chân lại công tử nhà ta đang làm việc phía trước người ngoài xin đi đường vòng thêm nghìn dặm nếu không đừng trách chúng ta không khách khí một giọng nói quát tháo dọa nạt của một người đàn ông vang lên đi vòng thêm vạn dặm khẩu khí cũng to thật hừ thiên không rộng lớn như vậy lão phu đánh xe đi chẳng liên quan gì đến ngươi nếu không nhường đường chỉ có nước chết mà thôi giọng của huyết sát vương lạnh lùng nói phong liệt đang ngồi tỉnh lại lông mày giật giật nói vọng ra triệu minh có chuyện gì vậy triệu minh có chuyện gì vậy thưa công tử phía trước có người đánh nhau hình như là trinh tiếu đại quân của thiên long thần triều cùng người trong băng long giáo huyết sát vương đáp lại lúc này có một gã trung niên toàn thân mặc áo giáp bạc chặn trước xe của phong liệt vẻ mặt đều kiêu căng quát lớn nói, hư. Công tử nhà ta chính là thống lĩnh chinh tiểu đại quân thần ưng. Nếu các ngươi không muốn chết thì đừng có mà chỏ vào việc của người khác. Mau cút ngay. Lúc này phía sau người đó, còn có hai tên thần thông cao thủ mặt chiến ca hải màu đen, thấy trên ngực bọn hắn đều có dầu hiệu của hoàng gia, hiển nhiên là lệ thuộc quyền quản lý trực tiếp của hoàng gia chinh tiểu đại quân. Chinh tiểu đại quân là thiên long thần triều quân đội chính phủ chủ yếu phụ trách dị đoan trong lãnh thổ quốc gia, tiêu diệt phản nghịch, tương đương với chấp pháp đại quân hoàng gia, đồ môn diệt tộc đối với bọn họ mà nới quả như cơm bữa, trên đại lục có thể nói hung danh ngập trời. Lệnh vạn nghìn tông môn, gia tộc nghe tin mà sợ mất mật. Phong liệt thân là đồ đệ của ma long giáo, cũng không e ngại chinh tiểu đại quân, nhưng hắn cũng không muốn gây chuyện phiền phức, nên hắn lạnh lùng phân phó rằng, triệu minh, đi đường vòng vậy dù sao tứ giai long mã tốc độ cũng rất nhanh, đi vòng thêm nghìn dặm chẳng qua cũng chỉ mất thêm một lát mà thôi. Chương 745, Độc Long Võ Giả, 1 Huyết sát vương sửng sốt, không thể tin được vốn bản tính tuổi trẻ khí thịnh, hăng hái của chủ tử, lại có thể bỏ qua chuyện này, thật có chút không ngờ được. Vâng. Sau khi có chút do dự, quyết sát vương đáp lại một tiếng sau đó đánh ngựa đi vòng Hừ, coi như các ngươi biết điều cái tên trung miên nam tử cầm đầu hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt ngầm lộ ra một tia khinh thường lúc này phía sau hắn một tên thuộc hạ ánh mắt lóe lên một cái rồi đột nhiên nói đô úy đại nhân tên phu xe kia đã biết phía trước là chúng ta cùng với đồ đệ của binh long giáo chủ đánh nhau e rằng sau này để lộ tiếng xấu không có lợi gì cho đại sự của công tử ân Đúng vậy. Tên đô quý đại nhân ánh mắt lóe lên, sắc mặt trở nên hung ác, hắn vung tay quát lạnh với cổ xe ngựa của Phong Liệt nói, giết chúng đi. Động tác gọn gàng một chút. Vân Tên thuộc hạ đáp lại một tiếng, rồi hướng về phía xe của Phong Liệt đuổi theo. Lúc trước Huyết Sát Vương vì che giấu thân phận thật, nên thoạt nhìn cũng chính là bộ dạng của cương khí KNR, quả cũng không để mắt đến mấy người bọn họ. Nhưng lúc này, đột nhiên mấy đạo kiếm màu bạc thoáng hiện trong không trung tạo thành một chữ tỉnh rất lớn rơi về phía hướng trên người của tên cao thủ đang đuổi theo chiếc xe ngựa xích xích a à một tiếng hét thảm thiết cái tên thân thông cảnh cao thủ đột ngột bị một lưỡi kiếm chém thành bảy tám mảnh máu chảy thành dòng chân tay rời rã từ từ rơi xuống mặt đất không có gì nghi ngờ người ra tay chính là thanh minh tỉnh tự liên trảm của Ngân Long Giáo là một loại chiến kỹ đem trận văn cùng kiếm đạo kết hợp lại, quy lực cực kỳ kinh người, lúc đó lại là thanh minh đánh lén ra tay, trong nháy mắt dê chết một tên cao thủ thần thông cảnh. Cái tên đô quý đại nhân thấy vậy, sắc mặt không khỏi kinh hoàng. Lập tức giận tím mặt lại, trong mắt sát khí tăng vọt, hắn đột nhiên rút ra trường đao, quát lớn, dám cả gan động vào thiên triều chinh tiểu đại quân tam quả thực tội đáng chết ngần lần. Giết! một nhát dao màu vàng kim dài hơn 10 trượng chém toạc không trung, hung hăng chém về phía thanh minh. Cái tên đô quý có tu vi thần thông cảnh lục trọng thiên, thực lực cũng không yếu. Nhưng tiếc rằng, hắn gặp phải một sát thủ còn có thực lực cường hãn hơn nhiều, hơn nữa lại là vua sát thủ tay cầm chí bảo thanh nguyên kiếm. Thanh minh mặc áo choàng màu bạc, che lấp đi thân hình, trong không trung thoát ẩn thoát hiện. Làm cho người ta nhìn không rõ chỉ có đôi mắt lạnh lùng ẩn hiện lên một tia chăm chọc. Xích xích, lại một chữ tỉnh rất lớn màu bạc hiện lên trong không trung. Phốc phốc phốc, một ân thanh vang lên, chiếc chiến bào màu bạc trách toát, tên đô úy đại nhân lúc này bị banh xác, trên chiếc đầu đôi mắt còn mở to, chết không nhắm mắt. Nếu đã động thủ, thanh minh tất nhiên sẽ không khách khí, chỉ còn lại tên thần thông ảnh cao thủ vừa muốn chạy đi báo tin, liền đi theo bước của hai người trước. Trong xe, sắc mặt phong liệt vẫn bình tĩnh, không hề để tâm đến chuyện đang xảy ra bên ngoài. Hắn từ từ nhắm mặt lại, tiếp tục đắm chìm trong minh ngộ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên mở to hai mắt. Ân. Lúc này, phong liệt đột nhiên cảm thấy, phía trước có một người quá chút liên quan đến hắn, cũng giống như huyết sát vương, thành mình có quan hệ chủ tớ với hắn. Người trong băng long giáo. Phải chăng là hắn? Ánh mắt phong liệt hơi động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, triện minh, ngươi đi xem xem. Vâng, chủ nhân. Trên cao mặt trời đang nhô lên, một mảng núi non liên miên trập trùng, gió mát hiu hiu, tiếng kêu của giả thú kêu lên liên tiếp. Trong một sơn cốc được bao quanh trong giải nói. Mấy vạn tên toàn thân mặc áo giáp, dặn co với 300 tên nam nữ mặc áo trắng của băng long giáo trong tay cầm trọng nổ. Hai bên mặc dù chưa động thủ, nhưng ủng dương cung bạc kiếm, không khí cực kỳ áp lực, một cuộc đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ở giữa người ngựa của hai bên, cách một khoảng đất trống khoảng trăm trượng. Mà giờ phút này, trên mảnh đất trống đó mọc lên một gốc cây màu lửa đỏ, ở trên có bảy quả màu đỏ ửng, mỗi quả đều trong suốt sáng bóng, tản ra vẻ đẹp ướt ác, một làn hương ngọt ngào làm say lòng người tràn ngập trong thiên hạ, làm cho người ta chỉ cần ngửi một chút thôi cũng muốn bay lên tiên dục. Trong lúc hai bên người ngực đã chuẩn bị, đều đang nhìn chầm chầm vào gốc cây linh mộc, lúc lúc lại vang lên âm thanh nuốt nước miếng từng ực từng ực. Ha 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 ha. Một thiên thanh, chỉ cần ngươi ngường bổn công tử nhất thân phương tắc, thì thăng thiên quả bổn công tử sẽ nhường cho ngươi một quả, ngươi thấy thế nào? Một tên thân mặc chiếc chiến giáp vàng, cà lơ phất phơ đứng trên một phiến đá lớn, nói với một tên mặt phúc lụa mỏng chính giữa đội ngũ của binh Long Giáo, một thiếu nữ dáng người yếu điệu cao giọng kêu gào nói, ngôn ngữ cực kỳ ngã ngớn tên thiếu niên mắt mi xám ngắt. Là một vị thần thông cảnh cửu trọng thiên là một độc lông võ giả, sắc mặt trắng bệt, hai mắt đầy tà khí, thân hình đầy vẻ kiêu ngạo, làm cho kẻ khác nhìn mà thấy căm hận. Xem bộ dạng của tên thiếu niên có lẽ là thống lĩnh của chi quân dội này, đứng phía sau hắn còn có hai vị cao tuổi mặc áo bào màu đen, hai người họ ánh mắt kỹ càng, khí thế hùng hồn, tất nhiên là hai vị hóa đang cảnh cường giả đằng sau, ngầm hộ vệ bên cạnh tên thiếu niên. Mà để được hai vị hoa đang cảnh hậu kỳ hộ vệ, thì hiển nhiên thân phận của tên thiếu niên này cũng không phải tầm thường. Hừ. Ai bảo ngươi tặng chứ? Cây thăng tiên quả này là do chúng ta phát hiện trước. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đánh được chị đây. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe hầm hừ nói. Người nói là một thiếu nữ dung mạo tuyệt đẹp, trước ngực một đôi đồng ga ảo căng tròn rất bắt mắt hóa ra chính là tiểu ma nữ băng ly. Lúc này trên người mặc chiếc váy dài máu trắng, trong tay ông một con thỏ có bộ lông dài màu xanh da trời, đôi mắt ẩn hiện lên nỗi tức giận, trông rất động lòng người, so với đệ nhất mỹ nữ sứ băng mộc thiên thanh chẳng thua kém gì. Ali à, nói không sai. Thăng tiên quả là chúng tôi phát hiện trước. Thống lĩnh liêu, mong ngươi không hiểu lầm, tránh tổn thương đến hòa khí của hai bên. Một gã diện mạo tuấn giật, đệ tử trẻ của băng long giáo vẽ mặt chính khí chậm rãi nói người này tản ra khí thế ban đầu của hóa đan cảnh ngầm là người đứng đầu của rất nhiều người đệ tử trong băng long giáo đến cả mộc thiên thanh và băng ly cũng phải cung kính với người này đứng sau người này còn có một vị thiếu niên anh tuấn phi phạm chính là lăng cô thành người từng thất bại dưới tay phong liệt lúc này lăng cô thành hình như không còn kiêu căng như ngày xưa ánh mắt bình tĩnh điềm nhiên đã có chút phong phạm của một cao thủ nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên lại giật giật mày, ánh mắt bất giác nhìn về hướng phía bắc, dường như ẩn hiện lên một tia lo sợ, sao hắn lại đến. Ha 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 ha. Đúng là nực cười. Chỉ cần bổn công tử một tiếng ra lệnh. Hơn 300 người trong băng long giáo các ngươi sẽ thành một đống xác chết, lại còn dám co kè mặt cả với bổn công tử. Thật không biết phân biệt cao thấp, Chương 746: Độc Long Võ Giả 2. Liêu Thống Lĩnh làm vẻ cười to nói, không chút vẻ che giấu sự uy hiếp. "Công tử, có người đến." Đột nhiên, đằng sau Liêu Thống Lĩnh một tên mặc áo bào đen mở miệng nói. "Ân." Liêu Thống Lĩnh ánh mắt bóng lạnh, sát khí lóe ra, lạnh lùng nhìn lên trên không. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cổ long mã tứ giá hai ngựa kéo cổ xe ngựa bay đến trên đầu mọi người, dừng lại xuống. Công tử Là, thăng tiên quả Huyết sát vương nhìn thấy cây linh mộc với những qua đỏ lửa phía dưới, trên mặt không giấu nổi xúc động. Ân Thăng thiên quả có công dụng gì vậy? Trong xe Phong liệt từ từ liếc mắt nhìn xuống phía mọi người bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân của tiểu ma nữ, khóe miệng hơi mỉm cười ách huyết sát vương không khỏi sửng sốt, kinh ngạc quay về phía thùng xe, lập tức giải thích, công tử. Thăng thiên quả có tác dụng kỳ diệu thần thông không gì sánh bằng, có thể tăng cường võ giả cùng với hài hòa nguyên khí ngoài thân và thiên địa, có lợi cho việc đột phá hóa đang cảnh bình cảnh. Ồ ánh mắt phong liệt bỗng chốc sáng ngời, đôi lông mày tở rõ vẻ sung sướng, lẽ nào đây là món quà ông trời đặc biệt chuẩn bị cho hắn sao? Ha ha! Của trời ban tặng! không nhận không được, lão tử xin nhận lấy. Sự có mặt của chủ tớ Phong Liệt nhất thời khiến cho hai bên người ngựa bên dưới cảnh giác cao độ, không khí vốn rất áp lực lại càng thêm quyết liệt, trên mặt mọi người đều sát khí đăng đằng, cuộc đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phong Liệt bình thản ngồi trong xe, chưa lập tức hiện thân. Lúc đó hắn cũng thấy rằng, thằng Tiên Quả cũng sắp đến độ chín, một trận đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nếu như lúc này hắn lộ ý đồ chiếm đoạt quả tiên rất có thể sẽ bị cả hai bên họ hợp lực đánh trả sau một hồi trầm ngâm hắn bảo huyết sát vương đánh xe bay vào khoảng không có ý là muốn ngự sơn quan hổ đấu nhưng thực tình là muốn ngư ông đắc lợi đối với ý đồ của phong liệt hai bên phía dưới cũng đoán được mấy phần đều cảm thấy căm tức nhưng hiện giờ hai bên nhân mã đều đang ở cái thế tranh giành rất quyết liệt nếu như phân người ra để đối phó với phong liệt rất có thể sẽ rút dây động rừng nhưng liêu công tử kiêu ngạo ương ngạnh đã quen không có gì cố kỵ ánh mắt hắn bỗng lạnh lại phân phó một vị lão giả mặc áo đen đằng sau hư đúng là tự tìm cái chết liêu sơn ngươi đi giết bọn họ đi tên lão giả mặc áo bào đen khẽ nhíu mày nói nhỏ vào tai công tử người mới đến không phải kẻ bình thường mặc dù người lái xe tuy nhìn như cương khí cảnh nhưng thực lực thật của họ e rằng không dưới lão nô chi kế lúc này vẫn là phải lấy được thăng thiên quả vào tay ta trước, đó mới là thượng sách. Ừ, vậy cũng được, ý, chính rồi kìa. Liêu công tử khẽ gật đầu, lập tức, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn chầm chầm vào thăng thiên quả, trên mặt không kìm lại được vẻ xúc động. Chỉ thấy bảy quả đỏ rực trên cây, bỗng nhiên bất ngờ điên cuồng nuốt hết nguyên khí đất trời, vẻ đẹp ướt ác như những tia máu cũng dần dần thu lại. Biến thành màu chín đỏ sẫm, rất nhanh lại hóa thành bảy quả màu đen bình đạm vô kỳ treo trên đầu cành cây. Vù, vù, vù nhóm người trong băng long giáo, tiếng áo bay chợt vang lên một trận, trong 300 tên đệ tử tinh anh, riêng thần thông cảnh trở lên đã có khoảng hơn 50 người, thậm chí còn có ba người đã liệt vào thời kỳ đầu của hóa đan cảnh cường giả. Trong tích tắc tiên quả thành thục, tất cả những thần thông cảnh cao thủ đều không rủ mà cùng nhau bay đến, bay vào bên trong, ánh mắt đều lộ rõ vẻ tham lam. Giết! xông lên. Xích xích, rầm rầm rầm, lúc này, một bên người ngựa của Liêu Công Tử cũng không thờ ơ. Dưới tiếng thét ra lệnh của Liêu Công Tử, hàng vạn hàng nghìn mũi tên bay trút lên thân thể của đệ tử băng Long Giáo, tiếng vang trời nổ đất ầm ầm khắp nơi. a à, đáng chết, giết sạch bọn chúng. Băng Phong, không ít đệ tử băng Long Giáo bị tên gây thương tích, đều phẫn nộ không nguôi, ra tay đánh trả, từng nhát băng Phong thần thông hiện lên trong không trung, trong chớp mắt xung quanh đã xuất hiện nhiều ngọn núi băng. Cùng lúc đó, bên Liêu công tử cũng có khoảng 10 vị cao thủ phi thân mà ra, bay thẳng đến Thăng Tiên Quả. Trong những người này, Liêu Sơn tên thuộc Hạ Hóa đang cảnh tám trọng của Liêu công tử là người đầu tàu. Dựa vào tu vi mạnh mẽ và tốc độ kinh người, nhanh như chớp là người đầu tiên xuất hiện trước Thăng Tiên Quả. Lúc này, ba người đệ tử có tu vi cao nhất của Băng Long giáo cũng chỉ cách Thăng Tiên Quả chỉ 10 trượng mắt thấy thăng tiên quả sắp bị lão giả thu đi ba người họ cấp tốc tức đến mức hai mắt phun ra lửa đáng chết để lại thăng thiên quả nếu không không chết không thôi hừ chỉ dựa vào các ngươi cũng dám sống chết cùng lão phu liêu sơn khinh thường cảnh cáo đệ tử của băng long giáo hắn hừ lạnh một tiếng không chút do dự vung tay áo lập tức bảy quả thăng thiên quả thu vào bên trong nhưng ngay sau đó lại phát hiện một việc ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy Liêu Sơn rất nhanh phủi đi một cái trên cành cây thăng thiên quả, chỉ cua được một nắm lá cây, thăng thiên quả thì chả thấy đâu. Ân. To gan. Liêu Sơn không lấy được gì, sắc mặt đầu tiên lá sửng sốt, sau đó là tức giận đến tím mặt, hắn ném nắm lá trong tay đi, hai mắt phun hỏa nhìn chầm chầm về phía người mặc áo đen cách đó mười trượng, một thanh niên trẻ tuổi thanh tú khí chất vô phàm hắn ban đầu cũng hoảng hốt trông thấy một bóng đen vụt qua trước người không nghi ngờ gì thăng tiên quả tất bị người này chiếm đoạt mà lúc này mọi người xung quanh đều bị sự việc diễn ra trước mắt làm kinh ngạc nhất thời đều dừng tay lại nhìn chằm chằm vào tên thiếu niên mặc áo đen đột nhiên từ đâu xuất hiện ánh mắt đầy vẻ căm tức phẫn nộ và khiếp sợ ý phong liệt đám người băng long giáo mộc thiên thanh và băng ly cùng lúc đều mở miệng hét tên hắn lên hai đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ kinh ngạc, cùng lúc, tự hồ còn kèm theo một tia gì đó khác. Còn Lăng Cô Thành lại không ngạc nhiên với sự xuất hiện của người ngoài, nhìn cái tên thiếu niên mặc áo đen, ánh mắt ẩn hiện một tia lo sợ. Không sai, tên thiếu niên áo đen chính là Phong Liệt. Lúc trước mặc dù Phong Liệt ngự ở trên cao, nhưng nói về tốc độ, ai có thể so với được người có bổn nguyên thần đồ như hắn. 30 vạn dặm đều là chuyện trong nháy mắt khoảng cách vạn trượng quả thực không đáng để nói. Phong liệt thu cất bảy quả vào trong nhẫn trữ vật, có thăng tiên quả rồi, đột phá hóa đang cảnh bình cảnh của hắn lại chắc chắn hơn vài phần. Ồ, hắn là phong liệt. Nghe nói phong liệt mấy ngày trước đánh bại tứ đại gia tộc, chỉ dựa vào sức của mình hắn đánh bại vô số hóa đang cảnh cường giả, lẽ nào đúng là hắn? Sau khi nghe hai nàng to nhỏ với nhau, tất cả mọi người ở đó đều co rụt lại đồng tử. Vài ngày trước trận chiến trong Tứ Phương Thành đã sớm được truyền khắc cả Thiên Long Thần Triều, thần thông cảnh cao thủ chết trong trận đó ước chừng hơn 300 người, hóa đang cảnh cường giả đều có trên 10 người, đã làm nổi danh phong liệt là kẻ bất bại. Chương 747, Tề Vân Hạc, 1 Khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phong liệt đều tràn ngập tò mò và sự sợ hiểu, đồng thời còn có sự phẫn nộ khi bị cướp mất thăng thiên quả. Đồ vô liêm sĩ Không cần biết hắn là ai, dám có gan cướp đồ của công tử ta chỉ có con đường chết. Liêu Sơn, giết hắn cho ta. Đột nhiên, Liêu Công Tử đứng giữa đám hộ vệ chinh tiểu đại quân hùng mạnh không kiên nhẫn được quát lớn. Tuân mệnh Liêu Sơn đáp lại một tiếng, âm âm một chưởng đánh ra, một chưởng hùng hùng hung hăng tiến về hướng đầu của phong liệt, chết ngươi đi, nhưng chính vào lúc này. Đột nhiên, một đạo khí thế màu đỏ như máu vụt qua chặn trước hai người họ, phản thủ chính là một chưởng đánh về hướng Liêu Sơn. Hoành một tiếng nổ vang trời. Hai chưởng gặp nhau, một một luồng cương khí cuồn cuộn bay lên không trung, sắc mặt Liêu Sơn kinh sợ, đành lui xa ra hơn 10 trượng, sắc mặt hơi có chút trắng bệt. Còn cái tên có thân hình màu đỏ cùng đánh với hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích, vừa đồng thủ đã cao thấp lập phán. Ngươi là, huyết sát vương. Lưu Sơn sắc mặt sầm xuống bất định, cảnh giác nhìn về phía người mới đến. Không sai chính là Lão Phu. Bây giờ Lão Phu là người đánh xe cho chủ nhân. Huyết sát vương bình tĩnh đáp. Quy áp của đỉnh cao cao thủ hóa đang cảnh làm mọi người đều cảm thấy bất an. Đáng chết. Giết chúng nó cho ta. Cướp lại thăng tiên quả. Bắn tên. Bắn tên. Liêu công tử bộ mặt dữ tợn, không kiên nhẫn được quát lớn thoáng chốc hàng vạn hàng nghìn mũi tên bay về phía phong liệt và huyết sát vương che lấp hết bầu trời âm thanh phát ra phá vỡ màn tay chủ nhân người đi trước còn lại giao cho lão phu là được rồi huyết sát vương cung kính nói với phong liệt ân phong liệt gật đầu khi thân hình hắn rời đi hắn quay lại nhìn tiểu ma nữ và một thiên thanh trong đám băng long giáo một cái đổi lấy khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của tiểu ma nữ phong liệt không khỏi lắc đầu cười kế tiếp thân hình hắn nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, hắn đã đứng ở trên xe ngựa phía đằng xa trên không, từ trên cao nhìn xuống trận chiến phía dưới. Sau khi kinh ngạc, nhất thời hàng trăng tên thần thông cảnh cao thủ phi thân đến, cấp tốc bay gần tới phía xe ngựa của phong liệt, mặc dù uy danh phong liệt đã nghe, nhưng không thể để mất thăng tiên quả. Có thể phân thân làm bẫy, mỗi người đều có thực lực tương đương với bản thân, mà hai bên nhân mã của băng long giáo và liêu công tử, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hai tên cao thủ hóa đang cảnh hậu kỳ và ba tên hóa đang cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể là đối thủ của huyết sát vương được? Hát huyết sát vương một khối huyết sát phân thân hung hăng một chưởng đánh ra, nháy mắt đánh bao trùm lên hơn 10 tướng lãnh chinh tiểu đại quân cách xa gần vạn trượng, huyết tinh khí dày đặc làm kẻ khác buồn nôn. Hoành một tiếng nổ lớn, hơn 10 tên thần thông cảnh cao thủ lập tức bị đánh cho thân xác tan bành, đồng thời, Tất cả huyết khí của họ đều bị huyết sát vương hút sạch không còn gì. Những huyết sát phân thân khác cũng không yếu, trong không trung đại phát thần uy, thế không thể đỡ, dũng mãnh vô cùng. Một lúc sau, dưới trận cuồng oanh loạn tạp của huyết sát vương, chinh tiểu đại quân tổn thất nặng nề, từ trên cao rơi xuống, cuối cùng đến cạnh xe ngựa của phong liệt cũng chưa kịp sợ đến, bên dưới liêu công tử vô cùng tức giận, dậm chân quát lớn. Còn bên phía băng long giáo tận mắt thấy sự việc không làm gì được, tên cầm đầu trẻ tuổi nho nhã ánh mắt chợt lóe lên, bỗng nhiên gọi tất cả mọi người quay về mặt đất, sau đó gọi băng ly và mộc thiên thanh lại gần, không biết to nhỏ điều gì. Phong liệt từ trên cao nhìn xuống tình hình chiến sự bên dưới, tên nô tài huyết sát vương quả không tồi, không những thực lực cường hãn mà còn có thể một mình đấu chọi được bảy tám người. Thật lời. Tề sư thúc. Chúng ta cũng thật sự không quen phong liệt, mặc dù trước đó từng có duyên gặp mặt vài lần, nhưng cũng không thân thiết. Một thiên tình đôi lông máy nhíu lại, sắc mặt khó xử nhìn vẻ mặt chính khí tuấn tú của vị sư thúc, trong ánh mắt ẩn hiện lên chút hơn giận. Vị tề sư thúc này tên là Tề Vân Hạc, chính là tiểu sư đệ của băng long giáo chủ Lăng Phi Tuyết, cũng là một vị tuyệt thế thiên tài, mới chỉ 40 tuổi, tu vi đã đạt đến tầng thứ hai của hóa đan cảnh, có thể nói là hiếm thế thế gian. Chẳng qua, tề vân hạc mặc dù nhìn vẻ bề ngoài bộ dạng rất chính phái nhưng thực chất lại là điển hình cho dạng người nghiêm khắc hành sự âm mưu độc ác không từ thủ đoạn trong băng long giáo danh tiếng không ai chịu nổi giờ khắc này tề vân hạc thấy bên hắn không phải là đối thủ của huyết sát vương việc quyết lấy lại thăng tiên quả bị hỏng hắn liền lợi dụng mộc thiên tình và băng ly bởi vì đúng lúc có đệ tử báo cho hắn một tin nói quan hệ giữa phong liệt mộc thiên tình với băng ly cũng không đơn giản tề vân hạc ho khan một tiếng vẻ mặt chính khí nói lâm sư chí thăng tiên quả không phải loại bình thường không những giúp ngươi đột phá hóa đan cảnh thậm chí ít lợi của nó khó có thể tưởng tượng được đối với sự thăng tiến của cao thủ hóa đan cảnh hơn nữa thăng tiên quả là chúng ta phát hiện trước sao lại để phong liệt chiếm đoạt đi được tề sư thức nói là như vậy nhưng nhưng một thiên tình không khỏi nhức đầu cảm thấy vô cùng khó xử vì tề sư thúc này rõ ràng là muốn mình phải dùng mỹ nhân kế. Không cần nghĩ thêm nữa, bây giờ muốn đoạt lại được thăng tiên quả, đều dựa vào ngươi và băng sư điệt. Nghe truyền tên phong liệt hồng nhan tri kỷ không ít, chắc chắn là loại tham hoa háo sắc hắn, trước kia muốn tiếp cận ngươi và băng sư điệt chắc chắn là cũng có mưu đồ đó. Tin rằng chỉ cần chúng ta chiếm chủ đại nghĩa, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Tề vân hạt thấp giọng nói vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia xảo quyệt lạnh lùng cùng một hàm ý dâm dục nếu phong liệt là một chính nhân quân tử thì nói không chắc cái kế này lại có kết quả lúc này tiểu ma nữ băng ly đứng bên cạnh không vừa ý chu cái miệng lại hiện rõ vẻ không thiện cảm với vị sư thúc này nhưng theo quy định của môn giáo cô ta cũng không dám nói thêm gì mắt thấy đại sử tỷ của chính mình bị sư thúc ép cho không biết phải làm thế nào cho phải con mắt tiểu ma nữ chuyển động đột nhiên tiến lên kéo lấy bàn tay trắng như tuyết của một Thiên Tình, âm thanh giọng tan nói, sư tỷ, không sao đâu, chúng ta thử đi tìm phong liệt xem sao, nói không chừng hắn chỉ là giúp chúng ta bảo quản cũng nên. Đúng, đúng đúng. Vẫn là băng sư điệt hiểu lý lẽ, chúng ta trước lễ sau binh, nếu phong liệt không biết thời vụ, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Tề vân hạt mắt sáng lên, vui mừng gật gật đầu, dáng bộ tuổi nhỏ dễ dậy. Chỉ trong một lúc sau, huyết sát vương phân thân thành bảy đại huyết sát vương đánh cho đám thủ hạ của Liêu Công Tử tan tành sát pháo, trên nghìn người bị chết và bị thương. Đến cả hai tên lão giả mặc áo bào đen tầng thứ tám hóa đang cảnh cũng bị thương nặng. Chương 748, Tề Vân Hạc, 2 Nhưng huyết sát vương cũng không thực sự ra tay độc ác giết chết tên Liêu Công Tử. Với con mắt của hắn tất nhiên có thể nhìn ra thân phận của tên nhóc đó không phải hạng bình thường. Cướp đồ vật thì không nói làm gì, nhưng nếu thật sự giết hắn, không chắc sẽ phải sống chết với những thế lực đằng sau. Ăn hại Một đám ăn hại Liêu công tử nhìn thuộc hạ của mình người bị thương, người bị chết, vô cùng tức giận, hắn oán hận nhìn phong liệt trên không, giống như kiểu muốn ghi tạc lại bộ dạng của phong liệt vào trong lòng. Hư Phong liệt ngươi hãy đợi bổn công tử đây. Đến Phi Long Thành, bổn công tử nhất định làm cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Chúng ta đi. Liêu công tử cắn răng nghiến lợi chữ một hồi, sau đó mang theo đám bại binh rút về hướng nam. Phong liệt thản nhiên cười, không hề để ý đến lời uy hiếp của kẻ đó, dựa vào thực lực hiện tại của hắn bây giờ, thì chẳng sợ gì bất cứ một lời khiêu chiến nào. Huyết sát vương thấy không còn ai dám đuổi theo xe ngựa, mới thu lại bảy đạo phân thân, quay lại bên xe ngựa, chắp tay với Phong Liệt nói, công tử. Ân, làm không tồi. Phong Liệt gật gật đầu. Một đám hề mà thôi, không đáng nhắc đến. Huyết sát vương sắc mặt vui vẻ. Nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Phong Liệt cũng không nói thêm gì, từ từ quay lại trong xe, không nhìn thêm đám người băng long giáo một cái. Mặc dù hắn trong lòng muốn chào tiểu ma nữ một tiếng, nhưng lúc này hắn vừa mới cướp được về tay mình thăng tiên quả cái mà họ là người phát hiện trước, nên lúc này thực sự không phải là thời cơ tốt, dù sao thì đến Phi Long Thành cũng sẽ lại gặp mặt, nên cũng không muốn trì hoãn thêm thời gian. Nhưng đang trong lúc này, đột nhiên, mấy người đệ tử băng long giáo bay lên, rất nhanh đã bay đến gần xe ngựa. Phong liệt Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe truyền vào tai phong liệt. Phong liệt hơi sửng sốt, quay người lại, chỉ thấy một thiên tình, băng ly và ba vị băng long giáo hóa đang cảnh cao thủ sơ kỳ đang đứng sau xe ngựa cách khoảng trăm trượng tiểu ma long vẫn vẻ mặt tinh linh cổ quái đôi mắt to đen tò mò xem xét cổ xe ngựa còn mở miệng kêu tên phong liệt chính là một thiên tình người lộ vẻ e dè nhìn vẻ mặt của hai nàng phong liệt đoán được một vài phần là chuyên gì khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười công tử có cần lão nô đuổi bọn họ đi không quyết sát vương ánh mắt lạnh lùng nhìn năm người vẻ mặt bất thiện nói không cần phong liệt ra khỏi thùng xe chính diện đối mặt với năm người điềm nhiên nói các vị có chuyện gì là tôi sắc mặt một thiên tình dưới tấm khăn che lộ rõ vẻ bối rối theo thói quen hành sự của cô ta trước giờ thì thà mạnh mẽ cướp đoạt lại từ tay phong liệt còn hơn là mở miệng nói ra mấy từ này nhất là ở trước mặt phong liệt lời vẫn chưa nói ra hai má tuyệt mỹ xinh đẹp đã che lên một lớp mây vô cùng mê người. Lúc này, Tề Vân Hạc bên cạnh mỉm cười vui vẻ, đột nhiên mở miệng nói, phong thành chủ, tại hạ Tề Vân Hạc, thiểm vi băng long giáo hộ Pháp, trước kia Tề Mổ thường xuyên nghe một sư điệt. Băng sư điệt nhắc đến đại danh của phong liệt, thực sự như sắm bên tai. Phong liệt cười nhạt, ngắt ngang lời nịnh bợ của Tề Vân Hạc, nói, có chuyện gì thì nói thẳng ra, bổn tọa còn có việc phải làm, không có thời gian trì hoãn được lâu ngươi ngươi dám nói như vậy với tề hộ pháp quả thực bên cạnh tề vân hạc một tên hóa đang cảnh sơ kỳ vẻ mặt giận dữ lập tức muốn ra tay câm miệng lại tế vân hạc sắc mặt lạnh lùng quát bảo tên đệ tử hắn kìm nén nổi tức giận trong lòng cười hi hi nói với phong liệt phong đại nhân quả nhiên là người nhanh miệng nếu đã như vậy bổn tòa xin nói thẳng thăng tiên quả vốn là đệ tử băng long giáo chúng tôi phát hiện trước vì chờ đợi thăng tiên quả chính hơn 300 người trong băng long giáo chúng tôi phải đợi vất vả hơn một tháng, thật không muốn ở phút chốc lại bị thuộc hạ của Lưu Trung Hào phát hiện, diễn biến thành cục diện như ban nãy. Phong Đại Nhân, người thực lực tinh thâm tề mổ vạn lần bái phục, nhưng nếu như người chiếm đoạt thăng tiên quả của băng long giáo chúng tôi, quả thực không hay chút nào đúng không? Ồ! Hóa ra là như vậy, vậy ngươi muốn thế nào? Đuôi lông mi phong liệt giật nhẹ, chẳng chút để ý nói. Đơn giản, chỉ cần phong liệt đại nhân đồng ý trả lại thăng tiên quả, tề mổ xin tặng lại phong đại nhân một quả để tạ ơn. Không biết ý của phong đại nhân thế nào? Tề Vân Hạc nghiêm túc nói. Ân ánh mắt phong liệt hơi nheo lại, nhìn tề Vân Hạc lắc đầu, chẹp chẹp, ta cho ngươi bảy quả, ngươi tặng lại ta một quả. Hình như là bổn tọa thiệt thòi rồi. Hư. Thăng tiên quả là băng long giáo chúng tôi phát hiện trước, tặng ngươi một quả đã là nhân nghĩa lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào một tên đệ tử hóa đang cảnh quát nói phong liệt cười nhạt nhẹ lắc đầu có chút phiền phức nói thật là kỳ quái thăng tiên quả rõ ràng là bổn tọa cướp được từ tay người khác từ khi nào trở thành vật của băng long giáo các ngươi vậy nếu như ai trông giữ một tháng cái gì đó mà vật đó thuộc về người này thì thần khí ám ngục do long võ minh khổ thủ mấy ngàn năm trong giữ kết quả tại sao nó lại chẳng liên quan gì đến long võ minh hi 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 đằng sau tiểu ma nữ không nhịn nổi cười ra tiếng, nhưng dường như thấy không phù hợp với hoàn cảnh, cô ta lập tức bịt miệng lại, đôi mắt đen long lanh chớp chớp không ngừng. Sắc mặt tề vân hạt dần lạnh lại, giọng dữ dằn nói, thăng tiên quả làm sao có thể đánh động với thần khí. Phong liệt, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, ba người băng long giáo lăng bất không, vạn ngọc liên. Lý Thu Thủy hộ pháp mất tích cùng với cái chết của Phục Long Cương hơn 30 đệ tử tinh anh đều liên quan đến ngươi nếu như làm rõ ra, ngươi chết chắc. Việc hôm nay coi như băng lòng giáo chúng ta nợ ngươi, sau này tề mộ chắc chắn sẽ nói tốt giúp ngươi vài câu trước mặt giáo chủ. Được rồi. Bổn tòa còn có việc khác, không tiếp được nữa. Xin cáo từ. Phong liệt vừa thấy tề vân hạt nhắc đến ân oán phía trước, hắn cũng chán chẳng muốn ứng phó, vờ ra vẻ chấp tay, sau đó đi vào bên trong xe, không thèm để ý đến đám người của băng long giáo hắn bước ra chẳng qua là nể mặt tiểu ma nữ nếu không hắn cũng chẳng có gì đáng nói với băng long giáo không ra tay giết hết bọn chúng đã là tốt lắm rồi triệu minh đi thôi vâng Huyết sát vương cười lạnh một cái với đám người tề vân hạc đánh xe ngựa bay về phía xa phía sau tề vân hạc cùng với hai vị hóa đang cảnh cao thủ đều nghiến răng tức giận ánh mắt vô cùng oán độc hư không biết trên dưới tề cư huynh có nên. Một trong số người bọn họ sắc mặt độc ác, làm tư thế ra tay. Tề Vân Hạc ánh mắt lóe lên một cái, nói ngầm, không được, chúng ta không phải đối thủ của huyết sát vương, đành đợi thới cơ ra tay ở phi long thành vậy. Sau khi cùng chúng nhân băng long giáo tách ra, xe ngựa liên tục chạy, tiếp tục hướng về phía nam chạy như bay. Chương 749, Phi Long Thành, một. Phong Liệt ngồi ở trên giường tiên âm, trong tay nắm lấy một quả trái cây bên ngoài màu đen, sắc mặt mơ hồ có chút do dự bất định. Ân, Có nên ăn vào một quả thử xem hiệu quả hay không? Trái cây màu đen này chính là một trong bảy quả thăng tiên quả hắn mới vừa chiếm được. Có người nói thăng tiên quả 500 năm kết quả một lần, mỗi lần từ kết quả đến chín quả là ba tháng, có thể nói là hiếm thấy, số lần xuất hiện ở trên đại lục ít đến thương cảm nhưng quả này đối với cường giả hóa đang cảnh tuy luyện đột phá đến bình cảnh hóa đang cảnh lại có chỗ tốt tuyệt vời. Giá trị không thể đo lường. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là có thể đột phá cũng hay. Sau khi hơi trầm ngâm, trong lòng phong liệt liền có chủ ý, kế tiếp, hắn cẩn thận lột vỏ ngoài cứng trắng màu đen kia của thăng tiên quả ra, lộ ra thịt qua tuyết trắng trong suốt ở bên trong, nhất thời, một cổ khí tức thần bí mang theo hương vị ngọt ngào hỗn loạn nập tại trong thùng xe, lệnh phong liệt không khỏi đích sợ run cả người, chỉ cảm thấy đáo một trận sản khoái thích ý, hắn hít một hơi thật sâu, không hề do dự, thoáng cái đem thăng tiên quả nuốt vào trong bụng, sau đó nhanh. Chống khoanh chân ngồi xuống. Chuẩn bị nên tiếp công hiệu nghịch thiên của thăng tiên quả. Nhưng kế tiếp, phong liệt lại hơi có chút buồn bực, quả khứ hắn ăn vào cũng không ít thiên địa linh vật, tại trong ấn tượng của hắn, càng là vật có hiệu quả nghịch thiên, xảy ra động tĩnh sẽ càng lớn mà lúc này, Phong Liệt cũng không khỏi có chút kỳ quái. Sau khi thăng tiên quả đi xuống trong bụng, chỉ có một cổ khí tức mềm nhẹ khuếch tán ra, chậm rãi khuếch tán tại tứ chi bách hài, nếu không tỉ mỉ thể hội, chỉ sợ rất khó phát hiện. Phong Liệt dương đôi mắt, lông mi không khỏi hơi nhíu, chẳng lẽ thăng tiên quả này có tiếng mà không có miếng? A, à, Ngay lúc Phong Liệt nghi thần nghi quỷ. Đột nhiên, hắn phát hiện thân thể mình dần dần nổi lên một tia biến hóa kinh người. Hắn mơ hồ cảm giác được, tự hồ các kinh mạch trong cơ thể mình đều biến mất, phản phất giống như hòa tan, mà đang điện trái lại phản phất như trống rỗng bại lộ ở giữa thiên địa, cùng thiên địa nguyên khí bên ngoài giao tương thông dung, tuy hai mà một. Loại cảm giác này rất là mờ ảo, rất không rõ ràng, nhưng lại cực kỳ huyền diệu, phản phất thân thể của hát mình trở thành giống như thiên địa, có thể bao dung tất cả trong thiên địa, cũng bao quát cả nguyên khí a à, thiên nhân hợp nhất chẳng lẽ đây là cảm giác thiên nhân hợp nhất mắt phong liệt hơi sáng ngời không khỏi nổi lên một trận mừng rỡ nhưng rất nhanh hắn lại hơi nhíu mày nhãn thần có điều nghi hoặc không đúng loại thiên nhân hợp nhất này chỉ là cùng thiên địa nguyên khí bên ngoài phù hợp mà thôi hẳn là không phải là thiên nhân hợp nhất chân chính bất quá loại trình độ thiên nhân hợp nhất này cũng là chỉ có đạt được hóa đan cảnh mới có thể cảm nhận được đi sau khi suy nghĩ một hồi lâu phong liệt liền nhanh chóng nhắm hai mắt lại đem toàn bộ thể xác và tinh thần chìm đắm ở trong cảm ngộ huyền diệu hắn biết rõ nếu muốn đột phá cánh cửa hóa đan cảnh nhất định phải đem loại trạng thái huyền diệu lúc này nhớ kỹ hoàn toàn vào thể xác và tinh thần từ đó mới có thể mượn thiên địa âm dương khí ngưng tụ ra nguyên đan đạt được mục đích dắt thiên địa nguyên khí hóa về cho mình dùng. Loại trạng thái huyền diệu này có thể nói là trên đời khó cầu, nếu là chỉ dựa vào một người một mình tìm hiểu mà nói, rất có khả năng 10 năm, trăm năm cũng không đạt được. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho vô số cao thủ thần thông cảnh đỉnh phong sống suốt quãng đời còn lại cũng không đạp đến được cánh cửa này. Ba ngày sau, xe ngựa của phong liệt trốt cục tiến vào phạm vi thủ đô Phi Long Thành của Thiên Long Thần Triều. Phi Long Thành được xưng là đệ nhất hùng thành của đại lục Long Huyết, chỉ chủ thành đã chiếm phương viên ngàn dặm, giống như mạnh thú không lồ chiếm giữ trung ương của đại lục Long Huyết, quân lâm thiên hạ, uy chấn khung vũ. Ở bốn phương tám hướng chủ thành, còn có tám tám sáu mươi bốn tòa phó thành bảo vệ xung quanh, mỗi một tòa phó thành đều lớn hơn tứ phương thành vài lần, phân biệt do sáu mươi bốn siêu cấp thế gia truyền thừa cửu viễn trấn thủ. Đương nhiên, sáu mươi bốn gia tộc cổ xưa này đều có một chỗ tương đồng, đó chính là có lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia. Trong đó, tam đại ma long thế gia triệu gia, diệp gia, sở gia kia cũng đều thuộc về một trong 64 đại gia tộc, đều tự tọa trấn một trong 64 tòa phó thành. Sau khi tiến vào phi long thành, sẽ dễ dàng phát hiện, bốn phương tám hướng đang có ngàn vạn nhân tại kiệt xuất trẻ tuổi hướng về chủ thành mạnh mẽ đi tới. Trên bầu trời, trên mặt đất, khắp nơi đều là võ giả trẻ tuổi, cả đám hoặc cưỡi ngựa đi trước, hoặc ngự khoảng không mà bay, có kẻ còn trẻ kiêu ngạo, có người trầm ổn nội liễm, có khí thế sắc bén, có vững vàng như núi. Không hề nghi ngờ, những thiên tài trẻ tuổi này tất nhiên đều là hướng về phía đại hội tuyển chọn mà tới. Ý đồ chỉ là một danh ngạch tiến vào cổ chiến trường Thiên Long vực kia. Trong lúc nhất thời, thiên hạ anh tài tề tụ tại Phi Long Thành, làm cho mức độ náo nhiệt của tòa hùng thành vốn kém nhất tăng vọt đạt tới trình độ chưa từng có, trở thành tiêu điểm khắp thiên hạ. Huyết sát vương ngồi ở trên càn xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét vô số võ giả trẻ tuổi xung quanh, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia chẳng đáng. Mấy ngày nay, lão cũng từng phát hiện không ít thanh niên không tới 50 tuổi liền đạt được thần thông cảnh, thậm chí một ít thiên tài được siêu cấp gia tộc tài bồi, tại trong thời gian 10 năm tiến nhập hóa đang cảnh cũng không ngạc nhiên. Có thể nói là thiên tư tuyệt thế, có một không hai khó tìm. Chỉ bất quá, sau khi lão biết được sự yêu nghiệt của phong liệt, những vị thiên tài này đã rất khó đập vào mắt, phong liệt không có bối cảnh, chỉ tu luyện 4 năm liền tới thần thông cảnh đỉnh, hơn nửa luận thực lực lại có thể so với cường giả hóa đang cảnh cũng không kém chút nào, nhân tài kiệt xuất thiên hạ lại có mấy người có thể so sánh. Trên bầu trời thành chủ phi long thành là không cho phép võ giả phi hành, mà huyết sát vương được phong liệt phân phó, muốn đi vệ tê phượng sơn mạch, nhất định phải đi qua phi long thành. Sau khi lão suy nghĩ một chút, liền khống chế xe ngựa hướng về bên ngoài chủ thành bay qua trực tiếp chạy về hướng nam giờ này khắc này xe ngựa võ giả lui tới phi hành trên không trung cũng không ít tuy rằng xe ngựa của phong liệt cũng đủ hào hoa xa xỉ nhưng cũng không quá thu hút nhưng kế tiếp ngay khi xe ngựa bay qua bên cạnh chủ thành phi long thành cũng là lúc đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cổ dị tượng kinh người nhất thời khiến cho mọi người đích chú ý bầu trời phi long thành vốn là mặt trời cao chiếu vạn dặm không mây nhưng ngay giờ khắc này, trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun. Một mảnh phiến mây đen trống rỗng mà sinh ra, tầng tầng tương điệp, trong chớp mắt liền che kín mặt trời, trên mặt đất trở nên một mảnh hôn ám. Chương 750, Phi Long Thành, 2, Răng Rắc, ầm ầm Long Giữa tầng mây chớp điện lấp lóe, âm ầm tiếng sấm, dị tượng càng ngày càng nghiêm trọng, sét đánh vang vọng cửu tiêu, âm thanh chấn khắp nơi. Đây, đây là có chuyện gì? Làm sao thời tiết đột nhiên thay đổi? Trời ạ, à. đây là kiếp vân. Nhất định là một vị tiền bối muốn độ lòng biến chi kiếp. Xem ra người độ kiếp hẳn là ở trong một tòa phó thành phía đông hoàng thành, khẳng định là lão tổ của gia tộc nào đó muốn độ kiếp, thực sự là khiến kẻ khác ước ao. Thế nhưng, vì sao người này lại chọn độ kiếp ở trong thành chứ? động tĩnh lớn như vậy. Cũng không sợ đem cả tòa phó thành này hủy hoại trong chốc lát. a, à, không đúng. Trung tâm kiếp vân tự hồ đang không ngừng di động. Mau nhìn. Chiếc xe ngựa kia. Kiếp vân lại có thể di động theo chiếc xe ngựa kia. Chẳng lẽ là người trong xe kia muốn đổ kiếp? Giờ này khắc này, hàng tỷ võ giả ở chủ thành Phi Long Thành cùng với 64 tòa phó thành đều đưa mắt nhìn trời, đều mở to hai mắt nhìn, không hẹn mà cùng nhìn thẳng về một chiếc xe ngựa màu trắng do hai thất tứ gia long mã kéo kia trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ chỉ thấy chỗ trung tâm lôi điện dày nhất của kiếp vân đang di động theo xe ngựa chỉ chốc lát bầu trời không rời xe ngựa ở trên trời hình thành một đạo cảnh quan kỳ lạ mà người đánh xe ngựa lại có thể chính là huyết sát vương đây đây là có chuyện gì chủ nhân rõ ràng mới là thần thông cảnh đỉnh làm sao lại gặp lòng biến chi kiếp? Không đúng. Chủ nhân hình như ở thần thông cảnh thì đã từng vượt qua tất tử chi kiếp, chẳng lẽ này lại có thể là tất tử chi kiếp hóa đan cảnh của chủ nhân? Lúc này vẻ mặt huyết sát vương khiếp sợ, hắn nhìn kiếp vân càng ngày càng dày đặc trên bầu trời, không nhìn được nổi lên một trận kinh hồn tán đảm. Ngay cả hai lông mã kéo xe cũng đều không ngừng rung động. Từ uy thế mạnh mẽ mà tầng mây phía trên ẩn chứa, huyết sát vương mơ hồ cảm giác được, kiếp lôi trên bầu trời một khi đánh xuống, chắc chắn thế không thể đỡ, chỉ sợ ngay cả cường giả hóa đang cảnh đỉnh như lão cũng đều không thể đỡ, khả năng lớn nhất là bị chém thành tro bụi, tiêu tan thành mây khói. Huyết sát vương quay về thùng xe hô vài tiếng, nhưng cũng không có thấy phong liệt đáp lại bất cứ cái gì, không khỏi nóng lòng, âm thầm do dự mà nghĩ có nên bỏ xe mà chạy hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão liền bỏ qua quyết định này. Hôm nay mạng nhỏ của mình đều nắm tại trong tay Phong Liệt. Nếu là vứt bỏ chủ nhân, một khi rước lấy lửa vợ của chủ nhân, chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, từ trong thùng xe đột nhiên truyền ra một tiếng hô cùng kinh ngạc, a! À, đột phá! Quyết Sát Vương đầu tiên là sửng sốt, lập tức không khỏi quá đổi vui mừng, hô lớn, chủ nhân, ngài đã tỉnh, mau nhanh chuẩn bị độ kiếp đi. Độ kiếp. Phong Liệt hơi sửng sốt, lập tức đột nhiên nheo mắt phản phất như cảm thấy cái gì đó. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng lên liền ra khỏi thùng xe, đứng ở trên không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời phát hiện ra suối lôi điện kinh khủng không gì sánh nổi chồng chất trong đám mây đen kia, úp áp kinh khủng làm cho kẻ khác hầu như hít thở không thông. Hắc hắc. Không nghĩ tới đánh ra buồn ngủ một chút, lại có thể sẽ độ kiếp. Phong liệt lặng lẽ cười, không khỏi nổi lên một trận đắc ý hắn nhớ kỹ lúc trước chìm đắm tại trong trạng thái huyền diệu thiên nhân hợp nhất bất tri bất giác đã ngủ không nghĩ tới mở mắt ra lại phải đối mặt với thiên kiếp nhưng kế tiếp khi phong liệt nhìn thoáng qua dưới chân lại không khỏi có chút nhức đầu hả đây đây là phi long thành ta kháo độ kiếp ở chỗ này tựa hồ không được tốt đi răng rắc một tiếng sét đánh nổ vang một đạo kim sắc lôi điện xỏ xuyên qua trăm nghìn tầng kiếp vân, hung hăng đánh xuống trên đỉnh đầu của phong liệt. Chương 540, kẻ gây tội thần bí thấy kiếp lôi đánh xuống, phong liệt cũng không dám coi thường, mặc dù hôm nay mình trang bị đầy đủ, nhưng tất diệt chi kiếp tuyệt không phải là hư danh, không dám chủ quan chút nào. Hắn tranh thủ thời gian biến thân thành hắc ám chi thân, đồng thời nguyên lực quán chú bản nguyên thần độ, tăng cường toàn thân phòng ngự. Oanh Một tiếng nổ thật lớn, kim sắc kiếp lôi giống như một thác nước cực lớn dữ dội oanh tạc trên người phong liệt, uy thế ẩn chứa trong đó có thể so sánh hơn cả một kích toàn lực của cường giả hóa đang cảnh hậu kỳ. Nếu đổi lại bình thường cao thủ thần thông cảnh đỉnh phong dính phải, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Cũng may phong liệt tuyệt không phải bình thường thần thông cảnh có thể so sánh, một kích uy lực như thế, cũng không làm hắn bị thương chút nào, chính xác mà nói, là không thể phá vỡ phòng ngự của bản nguyên thần đồ. Chỉ có điều, mặc dù phong liệt không có việc gì, nhưng thành trì phía dưới hoàn toàn rối loạn. Sau khi phong liệt ngăn cản, quy lực còn dư lại của kiếp lôi chia thành trăm ngàn đạo lôi điện, hướng xuống phía dưới đánh xuống, rơi vào một tòa phó thành chủ, thậm chí còn có vài nhánh trực tiếp đánh đến bên cạnh chủ thành. Rầm rầm rầm. Cứu mạng, chết tiệt. Ở đâu xuất hiện tên nào đáng chém ngàn đao giám độ kiếp ở trên đầu lão tử? Chạy mau giữ mạng. Nơi này không nên ở lâu. A, à. sau một hồi nổ ầm ầm rung trời, vài con đường cái trong thành dưới lôi điện đều hóa thành bột phấn. Trong thành thì võ giả một hồi gà bay chó chạy, kêu thảm liên tục, hốt hoảng trốn ra xa xa. Bất quá, tổn thất chỉ là một tòa phó thành, một vài đạo lôi điện vừa mới đánh xuống hướng về chủ thành phi long thành liền biến mất không thấy, hiển nhiên là bị cấm chế của chủ thành ngăn cản. Đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh vô cùng giận dữ xen lẫn thanh thúy nũng nịu từ phía dưới vang lên, to gan. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến trên không trung của lạc gia ta độ kiếp? Chẳng lẽ là không để lạc gia ta ở trong mắt? Trong lòng phong liệt giật mình, lập tức cảm thấy mình phản phất giống như bị một cổ sát cơ lăng lệ ác liệt tập trung, cổ sát cơ cực kỳ mạnh mẽ, lại có thể là đến từ một cường giả long biến cảnh ở phía dưới. Sau khi nữ tử này xuất hiện, đại bộ phận mọi người phía dưới lập tức trầm mặt, giống như cực kỳ kiên kỵ đối với nữ nhân này. Sau khi cả kinh, Phong Liệt cũng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn hơi trầm ngâm, đối với phía dưới đáp lại nói, tại hạ Phong Liệt, thực sự không phải là cố ý độ kiếp lúc này, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Về phần tạo thành tổn thất, tại hạ nguyện ý làm ra bồi thường. Hóa ra người chính là Phong Liệt. Nữ nhân kia tự hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức nàng ta lại hừ lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người nói, ngươi thật to gan tử. Hừ. Một câu bồi thường thì xong rồi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Phong liệt truyền âm nói. Hắn quét mắt liếc phía dưới, nhưng lại không phát hiện nơi phát ra thanh âm. Chương 751, Phi Long Thành, 3, trừ phi ngươi giao ra tất cả bảo vật trên người, mặt khác làm nô bộc cho ta trăm năm. Nữ tử thần bí kia cười lạnh nói. Sắc mặt phong liệt khẽ biến thành trầm xuống, xem ra con mụ phía dưới nhìn trúng bản nguyên thần đồ trên người mình rồi. Nhưng không đợi hắn nói chuyện tiếp, đạo thứ hai lôi kiếp đột nhiên đánh xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Như mọi lần bình thường, phong liệt có bản nguyên thần đồ gia trì, hắc mang nổi lên, dễ dàng triệt tiêu đại bộ phận kiếp lôi. Quy lực cỡ này đã không tạo được chút thương tổn nào đối với hắn, bất quá cả vùng đất phía dưới lần nữa gặp không may. Lúc này, phong liệt vì giảm bớt tổn thất phía dưới, đã cố ý lựa chọn một chỗ trống trải. Nhưng bởi vì phía dưới phó thành sang sát vào nhau, khe hở cực nhỏ, quy lực dư lại của kiếp lôi cũng không tránh khỏi đánh sụp vô số kiến trúc, một ít võ giả xui xẻo đều tan thành mây khói. Giờ khắc này, đã có vô số cường giả phi hành không trung xa xa nhìn chăm chú phong liệt độ kiếp bắt đầu nghị luận hắn chính là phong liệt tốc độ tu luyện của tiểu tử này cũng quá nhanh đi lão phu nhớ rõ hắn hình như nửa năm trước mới vượt qua tất diệt chi kiếp của thần thông cảnh đúng vậy mà xem người này kháng lại tất diệt chi kiếp cũng nhẹ nhõm như vậy chắc hẳn có đại khí vận gia thân không thể khinh thường hừ tất diệt chi kiếp há lại dễ dàng vượt qua hay sao? Lúc này mới chỉ là đạo thứ hai mà thôi, cuối cùng vài đạo chỉ sợ là cường giả hóa đang cảnh hậu kỳ cũng chắc chắn phải chết. Cái này cũng chưa chắc. Phong liệt bảy ngày trước dùng lực một mình chống lại hơn 10 vị cường giả hóa đang cảnh của tứ đại gia tộc Phong, Triệu, Thủy, Lâm vẫn toàn thắng, thậm chí tự tay giết chết hai vị cường giả hóa đang cảnh đỉnh Phong là Phong Triển Huy, Lâm Duệ, thực lực như thế muốn vượt qua tất diệt chi kiếp cũng chưa chắc là không có hy vọng. Không đếm xỉa tới việc mọi người chung quanh đều nghị luận, phong liệt đang toàn tâm đối phó thiên kiếp. Răng rắc. Đạo thứ ba lôi kiếp đánh tới. Phong liệt thúc giục thần độ lần nữa nhẹ nhàng ngăn lại. Liên tiếp ba đạo lôi kiếp qua đi, trong lòng phong liệt cũng dần dần nắm chắc, quy lực kiếp này hẳn là cực kỳ tiếp cận với một kích của cao thủ hóa đang cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không vượt qua trình độ hóa đang cảnh, đều trong phạm vi hắn có thể thừa nhận đúng lúc này thanh âm của nữ tử phía dưới lại một lần nữa vang lên phong liệt sự kiên nhẫn của bản tiểu thư có hạn ngươi suy nghĩ kỹ chưa hư yêu cầu của ngươi quá đáng thứ cho phong mổ không cách nào đáp ứng phong liệt hừ lạnh một tiếng không chút lựa chọn từ chối nói chỉ là hủy hoại một chút kiến trúc đã chết mấy cái người rảnh rỗi liền dám công phu sư tử ngoạm yêu cầu toàn thân mình bảo vật còn muốn chính mình làm nô trăm năm cái này trò đùa một chút cũng không cười được. Trên người mình có bản nguyên thần độ, thánh kiếm, tỏa long đài, không cái nào không phải là tuyệt thế thần binh, đổi lấy trăm ngàn tòa phó thành cũng chỉ là một bữa ăn sáng, huống chi còn muốn cho chính mình làm nô bộc trăm năm, quả thực không thể nhẫn nhục. Hư! Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Để cho ngươi biết hậu quả của việc dám nghịch lại bản tiểu thư. Nữ tử thần bí phía dưới hừ lạnh một tiếng. Âm trầm nói ngay sau đó một tiếng thét kinh hãi vang lên một bóng người vùng vẫy đột nhiên bay lên không trung trong chớp mắt liền đi tới trăm trượng trước người phong liệt phong liệt toàn thân đề phòng ngừng mắt nhìn lại không khỏi hơi sững sờ chỉ thấy người tới vậy mà chỉ là một lão giả cương khí cảnh tam trọng thiên tóc đen vẻ mặt lão giả hoảng sợ lún cuốn tay chân vùng vẫy không thôi xem ra rõ ràng là bị người phong ấn nguyên lực mạnh mẽ ném lên đến đây hả đáng giận Sa Cúc khi Phong liệt sững sờ, đột nhiên đã hiểu được dụng tâm hiểm ác của người phía dưới, trong lòng không khỏi có chút phát hỏa. Lúc độ kiếp, nếu là có người khác gia nhập, sẽ gia tăng uy lực của thiên kiếp, điểm này tất cả mọi người biết rõ. Đúng lúc này, trên không, đạo kiếp lôi thứ bốn hàng lâm. Răng rắc. Oanh, quả nhiên, bởi vì nguyên nhân có lão giả kia, lần này kiếp lôi chẳng những dáng xuống hai đạo, hơn nữa, một đạo kiếp lôi này có uy lực so sánh với một đạo trước gần như lớn hơn gấp ba oanh oanh hai tiếng nổ mạnh vang lên lão giả vẻ mặt hoảng sợ cương khí cảnh kia bị lôi điện chém thành tro bụi tiêu tán tại trong thiên địa bất quá lúc này hắn lại hơi chút cảm nhận được bản nguyên thần đồ dưới sự bảo vệ của hắc ám chi thân cũng đều bị chấn ra vài đạo vết trạng ha 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 một hồi tiếng cười duyên đắc ý từ phía dưới vang lên rất hiển nhiên, nữ tử thần bí kia đối với kiệt tác của mình rất hài lòng Hư Quả nhiên thật sự có tài, xem ra uy lực có lẽ là vẫn không đủ, vậy cho ngươi thêm mấy người nữa Nàng vừa mới nói xong, đột nhiên, liên tiếp hơn 10 đạo nhân ảnh bắn lên không trung, lập tức liền đi tới phía dưới kiếp vân Hơn 10 đạo nhân ảnh kia cũng giống như lão giả lúc trước, tu vị cũng không cao, ở tầm chân khí cảnh, cương khí cảnh hơn nữa đồng dạng bị phong ấn nguyên lực ném lên đến đây. Phong liệt thấy vậy, đồng tử không khỏi co rụt lại. Trong nội tâm cực kỳ căm tức. Hắn đột nhiên chém ra một chưởng, muốn đánh bay những người này ra khỏi phạm vi bao phủ của kiếp vân, chỉ có điều, vẫn là mùn một chút. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Rầm rầm rầm. Hơn mười đạo chói mắt kiếp lôi liên tiếp đánh xuống, đem từng tên võ giả một chém thành tro bụi, quy lực còn lại vẫn oanh tạc trên mặt đất tạo ra vài cái hố cực lớn, âm thanh ầm ầm bên tai không dứt. Mà phong liệt cũng có chút chật vật, hắc ám chi thân của hắn mặc dù có bản nguyên thần đồ thủ hộ, cũng bị chấn thành ám khói đen, bay ngược trên không trung mấy trăm trượng mới ngừng lại được. Một mặt là uy lực của đạo kiếp lôi này biến thái, một phương diện khác nhưng là thực lực của phong liệt quá thấp, còn kém xa không cách nào phát huy ra lực phòng ngự lớn nhất của thần đồ. Một màn hơn 10 người độ kiếp kia tất nhiên đều đã rơi vào trong mắt hơn ngàn vạn võ giả xung quanh, cả một đám đều trận mắt khá hốc mồm, kinh ngạc vạn phần, tiếp theo lại có thật nhiều người lắc đầu thở dài, là âm thầm mặc niệm cho phong liệt. Ô! Sao lại có người chủ động đi lên trên đi chịu chết? Dừng lại! Ai nói chủ động đi lên chịu chết? Rõ ràng là bị người ném đi lên cho phong liệt chịu chết đấy. Ai? muốn trách thì trách phong liệt số mệnh không tốt. Muốn độ kiếp ở đâu không được, lại chọn độ kiếp ở trên lạc gia, nhưng lại là lúc nha đầu kia của lạc gia có ở nhà, tự gây nhiệt không thể sống sót. Cái gì? Ngươi nói là phong liệt chọc tới con mụ điên kia. Nhất định là thế rồi. Cũng chỉ có người điên kia mới có thể lấy mạng người làm trò đùa ở hoàn thành. Suy, không muốn sống nữa sao? Vô tận hắc ám chi lực mãnh liệt mà đến, rất nhanh liền khiến cho Phong Liệt một lần nữa ngưng tụ ra hắc ám chi thân. Chết tiệt. Phong Liệt thầm mắng một câu, ánh mắt đỏ thẫm lúc này cẩn thận dò xét phía dưới một lần. Cũng không thể tìm ra tên khởi sướng. Ha ha ha. Như thế nào đây? Phong Liệt. Đại lễ bản tiểu thư tặng cho ngươi có thỏa mãn hay không? Thanh âm đáng giận của cô gái kia một lần nữa vang lên. Trong lòng Phong Liệt cực kỳ giận dữ nhưng cũng không thể làm gì, nếu là người điên kia dám hiện thân đi ra, cho dù là cường giả long biến cảnh, cũng phải làm cho hắn cùng mình độ kiếp một lần thử xem. Nhưng tên điên cũng rất là thông minh, như thế nào cũng không chịu lộ diện. Nghĩ xong, Phong Liệt quyết định vẫn là kéo dài một ít thời gian trước, nãy giờ đã dán xuống năm đạo lôi kiếp, chỉ còn bốn đạo là xong. Răng rắc. Oanh. Đạo thiên kiếp thứ sáu đánh xuống, Lúc này đã không có người khác quấy rối, quy lực của kiếp lôi lập tức giảm bớt rất nhiều, chỉ để lại trên hắc ám chi thân của phong liệt vài vết trách, rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá vào lúc đạo kiếp lôi thứ bảy sắp đánh xuống, đột nhiên lại có hơn 10 người võ giả bị ném lên không trung, thời cơ, vị trí vừa vặn, thiếu chút nữa làm cho phong liệt tức giận đến thổ huyết. Oanh! 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 Kiếp lôi kinh khủng đánh cho hơn 10 người võ giả kia thành cháo phấn, đồng thời, hắc ám chi thần của phong liệt cũng hóa thành khói đen. Ngay cả bản nguyên thần đồ cũng đều bị đánh lăn trên mặt đất. Khốn kiếp! Quả thực không thể nhẫn nhục. Phong liệt khôi phục hắc ám chi thân, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng. Đúng lúc này, từ xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh duyên dáng kinh ngạc của nữ tử thần bí kia gọi to, ồ! Như vậy cũng chưa chết. Điều này sao có thể, hừ. Chết là ngươi ánh mắt phong liệt lạnh lẽo, hắn rốt cục nắm được nơi phát ra thanh âm. Sau một khắc, hắn thúc giục bản nguyên thần đồ, lập tức tới vị trí trung tâm của tòa phó thành này. Đó là một tòa phủ đệ hết sức hào hoa xa xỉ. So với hoàng cung của phàm nhân cũng đều muốn hào hoa xa xỉ gấp trăm ngàn lần, chiếm diện tích trọn vẹn trăm dặm, phản phất giống như tiên cảnh. Mà thanh âm kia chính là ở trong hoa viên phía sau phủ đệ. Sân nhỏ này chiếm diện tích mười dặm, vốn là một cái sân vô cùng tốt, nhưng bên trong lại nuôi vô số hung thú ác điểu, từng lòng sắc lộ thiên do tinh kim chế tạo đặt ở trong sân, vây khốn khóa tất cả mảnh thú hung lệ. Những loại mảnh thú này có vẻ hồn cổ ngạc, sư hống thú, quỷ nhãn điêu vương, không con nào không phải là thượng cổ hoang thú hung danh lan xa, thậm chí còn có một ít thực nhân thảo vô cùng hung mảnh trồng ở tại góc tường. Thấy phong liệt đến, tất cả hung thú ác điểu lập tức gầm rú liên tục, giống như điên cuồng ở sát vách sân nhỏ, còn có một tòa lầu màu hồng phấn cùng hung thú ác điểu trong sân rất không cân đối, hết sức lịch sự tao nhã, vừa nhìn liền thấy là khuê các nữ tử. Bất quá, Phong Liệt biết rõ, mình tuyệt đối tìm đúng chỗ rồi. Bởi vì hắn lại có thể thấy được một thiếu nữ xinh đẹp, quần áo không chỉnh tề, tóc dài rối tung hình như mới tỉnh ngủ đang đứng trên ban công của tòa lầu các màu phấn hồng kia. Khuôn mặt thiếu nữ tự như vẻ, tư thái mê người, được cho là tuyệt sắc giai nhân hiếm có trên thế gian. Nhưng đôi mắt trong sáng lại mơ hồ chấp động lên một tia tà dị, cả người tinh quái lộ ra một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, làm cho người ta nhìn lên một cái đã nghĩ đi đường vòng. Giờ khắc này, thiếu nữ mở rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, kinh ngạc nhìn phong liệt, không nhìn được duyên dáng kêu to nói, ngươi, ngươi làm sao tìm được đến bản tiểu thư? À! Ngươi mau cút đi! Tránh xa sủng vật của bản tiểu thư một chút rầm rầm rầm. Chương 752, Hóa đang cảnh nhất trọng thiên, một Oanh oanh oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời đất. Đạo thiên kiếp thứ tám này thế như lại lập tức giáng xuống mấy trăm đạo lôi điện, lôi điện trút xuống quanh khu vực mười dặm này như không cần tiền. Mấy trăm con mảnh thú hung tợn đều hóa thành cho bụi dưới lôi điện đầy trời, mà ngay cả lầu các màu hồng kia cũng bị đánh thành bột phấn. Về phần phong liệt được lôi kiếp tận tình chăm sóc lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mười dặm của tiểu viện liền biến biến thành một cái khe lớn sâu đến ngàn trượng. Bụi đất bay đầy trời. Trong tòa phủ đệ thật lớn này lập tức có vô số cường giả bay lên cao, nhất tề ngưỡng cổ nhìn vào bên trong cái khe. Trong đó, cao thủ thần thông cảnh, hóa đan cảnh nhiều vô số kể, thậm chí có vài người khí tức mạnh mẽ như mang long mơ hồ tỏa ra uy áp của long biến cảnh vô cùng kinh người tuy những người này ở cùng một phủ với thiếu nữ kia nhưng hình như họ không hề tức giận với việc phong liệt làm hỏng tiểu viện ngược lại còn mơ hồ lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa vẻ mặt cả đám cực kỳ cổ quái giống như muốn cười nhưng lai like không dám Tì! Quy lực của tất tử chi kiếp này quả thực không giống bình thường chỉ sợ cũng chẳng kém long biến chi kiếp bao nhiêu a à. các ngươi xem người điên kia suy. với nàng ta chuyện nhỏ như vậy còn chưa đáng nhắc tới đừng nên đề cập đến nàng ta thì tốt hơn miễn cho rước họa vào thân hắc hắc rốt cuộc đám súc sinh này cũng chết sạch lạc phủ chúng ta có thể yên bình một thời gian ngắn rồi cả đám cường giả của lạc phủ đều kín miệng như bưng giống như có điều gì đó cấm kỵ vậy sau một lát dưới đáy hố sâu vô tận hắc ám lực hội tụ về một chỗ, chỉ trong nháy mắt, thân hình phong liệt đã lại ngưng tụ ra. Phù! Lần này chơi lớn rồi. Suýt nữa đã toi cái mạng nhỏ này của lão tử. Trong mắt phong liệt không khỏi hiện lên chút sợ hãi, thầm hối hận hành động điên cuồng của mình. Độ kiếp cùng mấy trăm con mảnh thú, thế nhưng suýt nữa đã đi tông cái mạng của hắn. Bất quá, cửu trọng lôi kiếp còn có một đạo cuối cùng hắn cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều, lập tức phải bay lên trời cao nên đón đạo lôi kiếp cuối cùng. Lúc này, hắn đã cảm thấy trong đan điền của mình mơ hồ xuất hiện một viên nhỏ màu đen, tản ra hắc mang u ám, hiển nhiên đây là hình thức ban đầu của nguyên đan. Hắn tin rằng, sau khi trải qua đạo lôi kiếp cuối cùng, tất nhiên nó sẽ chân chính thành hình, ngưng tụ ám nguyên đan. Nhưng vào lúc này, Phong Liệt đột nhiên nghe thấy cách đó không xa vang lên một tiếng ho khan. Khụ khụ. Phong liệt đảo mắt nhìn lại, nhưng đồng tử không khỏi co rụt. Chỉ thấy trong một đống đổ nát cách đó mười trường, một cánh tay trắng như tuyết bỗng vươn ra. Ngay sau đó, chỉ nghe tầm một tiếng, bụi đất bay tung tóe. Theo đó, một thân hình trắng nõn tinh tế xuất hiện trong mắt phong liệt. Là... là ngươi. Trong lòng phong liệt không khỏi kinh ngạc vạn phần, hắn liếc mắt một cái là đã nhận ra người trước mắt chính là thiếu nữ xinh đẹp mà lúc trước hắn nhìn thấy trên lầu cát chẳng qua, lúc này quần áo trên người nàng đã hóa thành mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, cả người từ trên xuống dưới đều trần như nhộng, mái tóc đen xõa ra, bộ ngực hơi rung rung lên, eo thon đùi trắng, bụi cỏ giữa hai chân khá rậm rạp, cả người hoàng mỹ như được đúc từ một khối ngọc, đẹp đến mức người ta hít thở không thông. Mặc dù phong liệt đã thấy nhiều mỹ nữ, nhưng cũng không nhìn được mà nhìn thêm vài cái. Nhưng ngay sau đó, tâm thần phong liệt đột nhiên căng thẳng, bị sát khí trên người cô gái chấn nhiếp chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh cả người như lọt vào hầm băng phong liệt ngươi làm cho bản cô nải nải tức giận lông mày của thiếu nữ dựng thẳng lên nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ nếu đổi lại là thiếu nữ khác trần truồng đứng trước mặt nam nhân xa lạ như vậy thì chỉ sợ đầu tiên sẽ vội vàng che người lại nhưng nàng này lại có chút khác biệt chẳng hề có ý định che thân mà vẽn vẹn chỉ trừng đôi mắt mang đầy sát khí về phía phong liệt hoặc có thể là nàng đã coi phong liệt như một người chết chật chật thân thể cũng không tệ lắm đáng tiếc lão tử không rảnh mà dài dòng với ngươi phong liệt cười lạnh trêu trọc một câu sau đó liền lập tức muốn bay lên trời cao hắn nhìn ra được thiếu nữ này cực kỳ tà môn chỉ dựa vào thân thể cường hoành để ngăn chặn kiếp lôi tuyệt đối không thể coi thường dược hiện giờ mình đang độ kiếp đến thời khắc máu chốt nhất vẫn nên cách kẻ vừa điên vừa nguy hiểm này thì tốt hơn chẳng qua, lời của hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, phanh, một tiếng, hạ thể đã ăn một tổng kích. Ngao, Phong Liệt chỉ cảm thấy mình như bị một ngọn núi đụng phải, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bay vọt lên vạn trượng trời cao, thiếu chút nữa đã trực tiếp đụng vào tầng tầng kiếp vân. Thằng cha mày! May mắn lão tử biến ảo hắc ám thân, nếu không thì thành thái dám chắc rồi. Bản nguyên thần đồ dừng trên không trung. Trong lòng Phong Liệt căm giận mắng một câu, hắc ám thân lại ngưng tụ ra hắn không hề nghĩ đến tốc độ của thiếu nữ sẽ nhanh đến như vậy khiến cho hắn muốn tránh cũng không được hơn nữa lực đạo cũng vô cùng mạnh mẽ thế nhưng lại đá nát hắc ám thân của minh xuyên qua bản nguyên thần đồ thực lực như vậy chỉ sợ dù là cường giả long biến cảnh sơ kỳ cũng không làm được a à, hả ăn một cước của cô nải nải mà không chết có cổ quái thiếu nữ đã mặc vào một bộ váy dài màu đen ngẩng đầu nhìn lên trời nhưng lại phát hiện phong liệt vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nàng không khỏi nhíu mày. Mỹ mâu lóe lên kỳ quan. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Tiểu thư, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin tiểu thư thứ tội. Lúc này, trong lạc phủ có hơn 10 gã thần thông hộ vệ bay đến trên không, cả đám nâm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhật nhìn thiếu nữ bên dưới, giống như đang nhìn một con ác quỷ cực kỳ dữ tợn vậy. Hư! chờ đám phế vật các ngươi đến cứu giá, cô nãi nãi đã sớm đầu thai cả trăm lần rồi. Cúc. Cô gái hừ lạnh, đột nhiên đánh một quyền lên không trung. Theo một quyền này đánh ra, ngay cả hư không đều hơi nứt ra. Theo đó, chỉ nghe một loạt âm thanh trầm đục vang lên, hơn 10 cao thủ thần thông cảnh đều kêu thảm bay ngược ra cả ngàn trượng. Miệng học máu tươi. Nhưng làm người ta không ngờ được là tuy đám thị vệ này học máu, nhưng cả đám lại mặt mày hớn hở, như được đại xá vậy. Rắc. Đúng lúc này, theo một tiếng sấm thật lớn, đạo lôi kiếp thứ 9 đã đánh xuống. Ánh mắt phong liệt ngưng lại, vội vàng vứt bỏ hết tạp niệm trong lòng. Khi thúc dục bản nguyên thần đồ, đồng thời cung tế tỏa long thai ra, một mảnh quan huy màu vàng nhạt bao phủ hắn vào bên trong. Oanh! Lôi điện màu vàng lớn hơn 10 trượng trút xuống đỉnh đầu phong liệt, nhưng khi chạm phải lớp quan huy màu vàng nhạt bao phủ bên ngoài hắn thì lại dần bị trừ khử. Cuối cùng, dư uy của nó cũng không sai biệt lắm với đạo lôi kiếp đầu tiên, bị bản nguyên thần đồ dễ dàng ngăn cản. Chương 753, Hóa Đan Cảnh Nhất Trọng Thiên, 2 Đến tận đây, rốt cuộc thiên kiếp cũng tuyên bố chấm dứt, kiếp vân trên không trung chậm rãi tiêu tán. Giờ phút này, Phong Liệt khoanh chân ngồi giữa hư không, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt hơi khép lại. Phía sau hắn, chính hư ảnh ma long dài hơn 10 trượng đã biến mất, thay vào đó là một hư ảnh ma long giữ tận dài đến 20 trượng, uy thế kinh người. Cùng lúc đó, trong đan điền của Phong Liệt cũng phát sinh biến hóa kinh người. Viên nhỏ màu đen kia điên cùng thôn phệ vô tận hắc ám lực, hình thành một lốc xoáy màu đen, dần dần lớn mạnh. Qua một lúc sau, lốc xoáy đột nhiên biến mất, một viên nguyên đan lớn bằng ngón út lẳng lặng phiêu phù trong đan điện hắn. Phong liệt ngưng thần nội thị, chỉ thấy viên nguyên đan màu đen này sinh có cửu khiếu, chậm rãi phun ra nuốt vào nguyên lực xung quanh, thần dị vô cùng. Hóa đan cảnh nhất trọng thiên. Đây là hóa đan cảnh. Rốt cuộc cũng thành công, hắc hắc. Trong lòng phong liệt không khỏi mừng rỡ, giờ phút này hắn giống như đã tiến vào một thiên địa hoàn toàn mới. Sau khi có nguyên đan, hắn và thiên địa nguyên khí đã tuy hai mà một, chỉ cần tâm ý hơi động một chút là có thể điều khiển nguyên khí trong phạm vi ngàn trượng để ngăn địch. Nói cách khác, hôm nay chỉ cần hắn giơ tay nhất chân thì đều có thể phát huy ra một kích tương đương với chiến kỹ thiên cấp tiểu thành, so với thần thông cảnh thì kinh khủng hơn nhiều. Nguyên đan tự động vận chuyển, nguyên lực trong cơ thể phong liệt cũng dần dần khôi phục đến trạng thái sung mãn tổng số lượng nguyên lực trong đan điện ước chừng phải tăng gấp 10 lần so với thần thông cảnh đỉnh phong. Cảm nhận thực lực của mình tăng vọt, phong liệt nhất thời cảm xúc mênh mông, kích động vạn phần. Rốt cuộc hắn lại bước thêm một bước quan trọng trên con đường trở thành cường giả. Từ nay về sau, coi như hắn đã thật sự bước vào hàng ngũ cường giả của Long huyết đại lục, bất kể là cảnh giới hay thực lực đều không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy thọ nguyên của mình đã tăng từ 600 năm khi ở thần thông cảnh lên tới 1.400 năm, nhiều hơn cao thủ hóa đang cảnh bình thường mấy trăm năm thọ nguyên. Kiếp vân trên trời đã tán hết đi, mặt trời chiếu rọi đại địa. Trong phi long thành và 64 tòa phó thành, hàng vạn hàng ngàn võ giả nhìn bóng người màu đen trên không trung kia, không ngừng chật chật xưng kỳ. Trong ánh mắt tràn ngập những loại cảm xúc như kinh ngạc. Hâm mộ, ghen tị, phong liệt vượt qua tất tử chi kiếp của hóa đang cảnh một cách đơn giản như vậy, thật sự làm người ta khó có thể tin. Thiết. Ta thấy tất tử chi kiếp này cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Hư! Cho ngươi đi lên, chỉ sợ đạo kiếp lôi đầu tiên đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Ai, thiên kiếp thì đã độ xong rồi, nhưng dường như nhân kiếp thì bây giờ mới bắt đầu a. À. Hắc hắc. Không sai, tiểu tử phong liệt này toi đời rồi hắn thế nhưng dám dẫn động lôi kiếp phá tiểu viện của lạc phong tử, tên điên, thành phế tích, ngay cả sủng vật của lạc phong tử cũng bị chôn vùi, lần này có trò hay để xem rồi. Thiết! Trò hay của lạc phong tử không nên xem thì tốt hơn. Cẩn thận lại bồi cả mạng mình vào đấy. Sau một lát, phong liệt dương mắt nhìn, huyết mang màu xích hồng chợt tăng vọt, khí thế vô cùng hùng hồn. Hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn phía dưới một cái, sau một lúc do dự, hắn phất tay thả ra một núi long tinh sáng lấp lánh, hạ xuống trước cửa lạc phủ. Lúc trước phong mổ có phần đắc tội, xin lấy ba ngàn vạn long tinh này đại biểu cho lời xin lỗi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, núi long tinh cao gần trăm trượng hạ xuống mặt đất, làm vô số võ giả nhìn mà hoa mắt. Trong mắt cả đám đều xuất hiện vẻ tham lam, nhưng không một ai dám tiến lên nửa bước. Lúc này, trong lạc phủ đột nhiên bay ra một thiếu niên tuấn giật môi hồng răng trắng trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười lười nhát, chớp mắt đã đáp xuống núi Long Tinh, thu hết vào trong trữ vật giới chỉ. Sau đó, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười lớn với phong liệt trên không, ha 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 ha. Phong huynh khách khí, về sau hoàng nghênh ngươi tới chơi. A, à. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Thiếu niên còn chưa nói xong thì đã bị một cước đá lộn ngửa trên mặt đất. Trên mặt đất làm bằng huyền thiết thạch vô cùng cứng trắng của lạc phủ nhất thời xuất hiện một cái hố hình người cùng lúc đó một thiếu nữ tuyệt sắc thân mặt váy đen xuất hiện trên đầu đường nàng đầu tiên là đi đến trước cái hố to kia hung hăng đạp một trận vào đó làm những người xung quanh xem mà đau cả răng theo đó thiếu nữ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn phong liệt trên không trung một cái khinh thường cười một tiếng hư mấy khối long tinh đã muốn xong chuyện ngươi cho rằng ở đây phát cơm cứu tế sao phong liệt cười lạnh lùng hắn đưa ra ba ngàn vạn long tinh chỉ là đền bù cho tổn thất ở tòa phó thành này. về phần tổn thất của thiếu nữ kia, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến. tiếp đó, hắn cũng chẳng trả lời thiếu nữ, trực tiếp lắc mình lên xe ngựa cách đó vạn trượng. triệu minh, chúng ta đi. vâng. công tử. huyết sát vương lên tiếng, lập tức vội vàng vung roi, điều khiển xe ngựa. còn muốn chạy? không dễ vậy đâu một tiếng quát vang lên. Thấy phong liệt vậy mà dám chẳng để ý đến mình, thiếu nữ không khỏi cảm thấy thật mất mặt. Nàng tức giận quát lên một tiếng, thân thể nhoáng cái đã xẹt qua trời cao, đuổi theo xe ngựa của phong liệt. Sau đó, chỉ thấy đôi tay tinh tế trắng nõn của nàng đột nhiên đánh lên xe ngựa. Ông! Theo sông trưởng của nàng đánh ra, hư không phía trước đột nhiên sụp đổ, uy thế cực kỳ kinh người. Mắt thấy xe ngựa hào hoa sắp bị hủy dưới một trưởng này. Thân hình phong liệt đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Ám minh thần trưởng. Phong liệt quát lạnh một tiếng, một trưởng ảnh to lớn màu đen trống rỗng xuất hiện, đánh về phía thiếu nữ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cự trưởng màu đen uy thế kinh người hung hăng đánh lên thân thể thiếu nữ. Trong lòng phong liệt biết thiếu nữ này không đơn giản, cho nên vừa ra tay hắn đã sử dụng ám minh thần trưởng mạnh nhất của mình. Chỉ có điều, hắn vẫn tính sai khi gió bụi tan đi, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ kia vẫn đứng nguyên chỗ, thân thể không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả chiếc váy dài màu đen kia vẫn chỉnh tề. Lúc cương khí cùng bạo cuốn đến thân thể nàng thì chỉ trong chớp mắt đã tiêu tán. Hả? Tại sao lại như vậy? Đồng tử Phong Liệt hơi co rụt lại, chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng có bảo bối cùng loại với tỏa long thai? Hừ! Phong Liệt, ngươi dám dương oai trước mặt bản tiểu thư, hôm nay cô nãi nãi sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Vụt. Vừa dứt lời, thân hình thiếu nữ liền biến mất trên không trung. Hai mắt phong liệt co rụt lại, thầm nghĩ không ổn. Hắn vội vàng lướt ngang qua mười trượng, nhưng vẫn chậm mất nửa phần. Tốc độ của thiếu nữ nhanh đến mức làm người khác khó có thể tưởng tượng. Thoáng như thuấn di vậy. Phanh. Một tiếng động vang lên mặc dù phong liệt có thần đồ hộ thể nhưng vai trái vẫn bị một trọng kích này đánh thành bột phấn trong lòng phong liệt cả kinh may mắn lúc trước hắn không trở lại nhân thân nếu không một kích này đã đủ để hắn đi tông nửa cái mạng